Chào anh em nha. Chào anh em quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thuận của mình nha. Hôm nay các bạn, mình đang làm hồ á. Thì trong lúc giải lao các bạn, mình chạy xuống đây mình đánh bay cúp để kiếm về con cúp chiều lai ra với lại mấy anh em thợ hồ nha các bạn. Thì đây các bạn thấy là mình bẫy mình đang làm đây ha. Bẫy này là bẫy bẫy chân sắt mà lưới nó thu lại nha các bạn. Cúc mà nó tung vô á nó sẽ thu lại. Mấy con cúc mình thấy nó vậy mình tưởng nó thông minh, không có đâu các bạn. Mình mà giăng á, ví dụ mình giăng ra vậy nè mà nó đi mà nó đụng cái đầu vô á, mình thấy nó lui lại. Mình tưởng nó là nó thông minh lắm để nó kiếm đường nó chạy mà không đâu các bạn, nó lui lại lấy chớ nó đâm đầu vô. Mấy con cúc là vậy. Nên mình giăng là mình phải dùm mình nhổ cỏ trống ha, mình nhổ cỏ trống khu vực này dòng đó mình rào nó lại để mình bẫy nó nha các bạn. Các bạn mở âm lượng á, khi bẫy cúc các bạn mở âm lượng nhỏ vừa thôi. Cái thứ nhất là các bạn thấy không, mấy cái thằng nó đi tán gái không, nó tới nhà người yêu nó tán có bao giờ mà nó nói to đâu, nó xì xỏ nhỏ nhẹ thôi. Nó nói to ông già ông nhỏ nó ra ông tán cho làm sao mà quen được, sao mà làm gì được, đúng không các bạn? Nhỏ nhẹ. Nó có hai cái lý do để mình mở cái bẫy cúc mà nó nhỏ nhẹ. Cái thứ nhất, cúc nó nghe nhỏ nhẹ nó mới tới, dạng như là anh ơi tới đây đi, anh ơi tới đây đi, đó nó là vậy. Và cái thứ hai nữa, đỡ thằng trộm. Bạn mở to quá mà bạn không để ý là hồ giang hồ đua mất. Kinh nghiệm bẫy cúc nhiều năm chiến trường của mình, giờ mình chăn bẫy xong rồi mình sẽ mở máy ôm cúc và mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Vui đó các bạn, thú vui khi đi ra đang bẫy nè. Nhiều người người ta có nhiều người ta giăng hay á, ta giăng ta sao cúc nó nghe được thế à. Mình sẽ chỉ các bạn cách giăng cho hợp lý nha. Đó, bây giờ là mình sẽ dãy cỏ xung quanh nha các bạn. Mình cắm cái cây xuống vậy nè. Mình cứ kéo một cái lớp lưới đặt lên trên cái khung sắt này nè. Đó, ở dưới mình làm một cái, mình để dạng như cái khung thành đó các bạn. Đố con nào đá vô á, con cúc nó chạy tới nó tung vô là nó cuốn lại nha các bạn. Giăng ở trên này cho nó vừa vừa thôi bạn, để khi nó đâm vô còn dính, chứ để khi mà nó đâm vô không dính tức chết luôn á. Ví dụ như là cái khoảng này nó nhỏ quá, mình ít bẫy đó các bạn, thì mình sẽ rào lại mớp nha các bạn, để khi con cúc nó vô nó không, nó có cái đường nó vô á, cúc mà nó đụng cỏ là gì nè, nó dướng là nó không có đi. Nó không phải như người mình mà cứ chỗ nào thấy gái mà khó cũng lao đầu đi cho được. Con cúc mà nó khác, nó mà khó là nó bỏ rồi các bạn, nên mình phải chủ động mà mình rào nó lại để có kết quả nó tốt hơn các bạn. Thích cúc mà các bạn bầm diễn ha, tao gia vị xong bầm diễn xả ớt nồi vô xúc bánh tráng, thứ nào mà chịu nổi. Bên này mình làm cái nữa nha các bạn. Mình đây cho các bạn xem rõ hơn nha. Đây là cái bẫy ha. Giải cái đường đi này cho nó trống này, để cho cúc nó nghe cái tiếng trong này nó chạy vô nha các bạn. Mình gỡ hai cái này ra ha.
cắm này xuống. Mình lấy cái phần trên này các bạn, chắn nó trên lại như cái khung thành vậy đó. Đó. Cúc mã đâm đầu, phía dưới nó đâm đầu chạy vô. Bây giờ là mình sẽ chắn cái lối đi ra nha các bạn, để con cúc nó không có vô được cái chỗ này nè, là nó chạy qua hướng đó. Mình phải nhổ, mình làm cho nó bài bản. Muốn ăn cúc lộn hay không phải đơn giản nữa các bạn. Hy vọng là có clip hay cho anh em xem nha. Anh em chịu khó xem hết video mình nha. Nó hơi dài. Đó, bây giờ chúng ta bỏ cái máy vô. Các bạn nên nhớ nè, mở nhạc á, mở nhạc nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Đi tán gái mà mở nhạc to quá mấy thằng khác nó nghe là nó biết chỗ đó có gái đẹp nó tới thì sao, nó giành của mình sao. Mở vừa nó có hai cái vụ. Play by TF card. Play by TF card. Giờ mình quay nha các bạn. Để mình đặt góc máy quay nha. Một em mập rụi nha các bạn. Bạn sau 10 phút đánh cúc các bạn, thì mình làm 7 cúc đánh cúc á, thì mình cũng bắt được một em nha các bạn. Bắt được một em cũng hơi nhỏ, nói chung là mập. Cúc cúc quýt này thì mập các bạn, trong đám lông mình. Nhưng mà hôm nay á thì mùng 1 mình phóng sanh em này luôn. Mình bắt được một con mà mình phóng sanh luôn, mình cho nó về với chồng với lại con nó nha các bạn. Thì bây giờ đúng mùng 1 thì hôm nay nó gặp mình là phước nó, gặp người khác là nó thịt luôn rồi, nó nhổ lông rồi. Con này sáng giờ cũng ăn khá khá, diều cũng to. Thôi cho nó đi về đi.
cho nó về với chồng con nó. Mình phóng xanh nó nha các bạn. Bay à. Chào các bạn nha. Các bạn nào thích săn bắt mà bẫy này nọ rồi đó thì để lại bình luận bên dưới phần bình luận nha. Mình sẽ làm video cho các bạn xem về săn bắt đồ đi rừng đi thú rồi nha các bạn. Nếu các bạn yêu quý kênh Người Con Bình Thuận mình thì hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông chọn tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình nha, cũng như những cái bài thuốc về xịt thuốc thanh long hay là canh tiết thanh long nha các bạn. Chào các bạn nha, chúc các bạn buổi trưa vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại.